Vân Dương thân ái mến chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Đây một cái sân nho nhỏ để tập thể dục của người dân vào lúc buổi sáng. Tuấn Dương đang có mặt ở đây là trên cái, đây là đường phường, cái đường này nó không có tên, nó là một cái con đường ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Nhưng mà thẳng cái đường này thì sẽ đi đến cái Bùng Binh vòng xoay Nguyễn Chánh, thì Tuấn Dương sẽ coi kỹ cái địa chỉ đó là như thế nào ạ. Bây giờ thì đang là buổi sáng, bây giờ mới 6:30 giờ Hà Nội. Ở đây có thể nó cũng là một cái, nói đây nó là một cái khu đô thị mới. Đây là phường Trung Kính Hạ. Các bà đang tới đây để tập thể dục buổi sáng này. Đây là cái khu văn hóa thể thao Trung Kính Hạ. Cái này cũng gọi là phố Nguyễn Chánh. Kia các bà đang tập thể dục. Mọi người đang tới đây để tập thể dục buổi sáng đấy. Đó, kế đó thì cũng có những cái tiệm bánh mì, họ đã bắt đầu họ bán buổi sáng rồi. Và khu này thì họ để cái là cái đường khá là rộng, cho phép để chúng ta có thể để xe được. Bánh mì buổi sáng, bánh mì thịt ở Hà Nội thì cỡ khoảng 15 cho tới 20 ngàn một ổ. Đây, cái bác công nhân này đã đi làm từ rất sớm. Cái lề đường ở đây, tức là đây nó là một cái đường đường phụ thôi, nên là họ cho phép đậu xe. Cho phép đậu xe và có thu phí ở đây á. Đây thông thường thì cứ đi vào các cái khu này thì họ sẽ có người họ bán. Đây cái nhà này đang xây bán, đây là một cái chợ cóc buổi sáng, chúng ta sẽ đi vô đây xíu nhé. Đây là cái chợ cóc buổi sáng thì họ bán các cái đồ như là trái cây, rau củ quả cho những cái hộ dân sống xung quanh cái khu vực này. Xe rau rồi để bác ra sẽ đi thêm chút xíu các bác thổ nguyên một xe rau tới và sẽ dừng ở một cái chỗ nào đó mà vỉa hè nó hơi rộng chút xíu để các bác cái bán này. Đó, đây bán rau trước cửa nhà. Nhiều nhà dọn hàng từ rất là sớm. Có những em bé thì được mẹ dẫn đi học. Thường các bé thì đang trong kỳ nghỉ hè, nhưng mà nếu mà cái bé nhỏ quá đó
thì vẫn coi như là được đi học mẫu giáo thì không có nghỉ hè thôi các bạn. Thầy Tuấn Dương đang có mặt ở đây là cái hẻm 99 đường Trần Duy Hưng. Ở giữa thành phố nhưng mà cũng nghe tiếng gà gáy. Khoan. Đây một số bác công nhân bác ấy đang bắt đầu cái ngày làm việc mới. Bác ấy khoan để bác ấy lắp cửa. Giữa phố mà có nhà có gà gáy à. Rất là nhiều hẻm khá là ngóc ngách. Hà Nội, ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó, đây ngõ 204, đi thẳng đường Trần Duy Hưng á. Đây các bác cái bán hàng buổi sáng này trong các cái hẻm đó, các bạn có thể hình dung một cái từ là ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó, tiếng chim cu gáy đấy, nhiều bác cái nuôi chim cu. Ồ, nhà bác này cái sân vườn rất là rộng. Đây chúng ta sẽ đi ra cái đường Trần Duy Hưng. Đó, các bạn nhìn đây sẽ đi ngang một cái chùa. Tuấn Dương cái đợt Tết năm ngoái, Tết năm trước thì Tuấn Dương cũng có vô chùa này thắp nhang. Đây chùa có cái cây đa rất là lớn này. Đó. Số 43 ha. Đây thì có một cái cây đa. Đó, cây đa này cũng cổ thụ, Tuấn Dương nghĩ rằng chắc là nó hàng trăm năm tuổi. Ta tiếp tục đi á. Đây sẽ đi ra ngoài hẻm đầu này là ra ngoài phố Trần Duy Hưng. Trần Duy Hưng cũng là một cái con phố mới đấy. Hẻm thì các cái hẻm nhỏ này đường dây điện cũng rất là nhiều. Đây là một cái khu đất, ta sẽ đi lui ra ngoài này. Phở xào, cái quán hàng ăn. Đây nhà bác này có hai cái con sư tử đá bác ấy để trước cửa, chắc là để trấn về phong thủy. Rồi, đây một cái căn nhà trong ngõ. Các cái người công nhân bây giờ họ bắt đầu họ đi làm đấy, chở nhau đi làm. Ở Hà Nội thì rất là phổ biến các cái quán bia, bia hơi Sài Gòn. Nhà bác này bác nuôi chó, chỗ này có đi bán đậu hũ. Này chắc là nguyên cái xe này chắc bác ấy đi bán khắp Hà Nội quá. Rồi chúng ta chuẩn bị ra tới đường Trần Duy Hưng. Ở đây có các cái căn hộ cho thuê này, apartment for rent, có cả số phone luôn. Khu này rất nhiều các cái tòa nhà mới đang xây. Tại đây cho thuê phòng khép kín, diện tích 30-45 mét, đầy đủ tiện nghi, đi khóa về mở,
giờ tự do. Là họ cho mướn phòng để ở đó thưa các bạn. Đây đi ra đây là cái đường chính, đường lớn Trần Duy Hưng. Sáng cô ở đây bán bánh mì. Kế bên đây là cái khách sạn Grand Plaza thưa các bạn. Khách sạn này là những cái người mà Hàn Quốc họ sang đây thì họ thường hay ở cái khách sạn này. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để băng qua đường ha. Bây giờ thì thôi có lẽ chúng ta sẽ đi lên. Dương định đi lên trên kia một chút xíu, sau đó quay lại rồi chúng ta sẽ sang đường đi cùng với xe máy này. Sang đường ở Việt Nam cũng là một cái điều khá là khó khăn, bởi vì các cái phương tiện thì có lẽ là gần như là nó không nhường người đi bộ. Đây là chúng ta phải dùng một cái từ là liếc ngang liếc dọc để mà sang đường cho nó thật là an toàn. Đây ra đến đây là đường Trần Duy Hưng, một cái trục đường mới cũng rất là đẹp ở Hà Nội. Bên đường kia thì họ trồng các cái cây để lấy bóng mát. Con đường này thì ngày xưa cái vỉa hè cái phía giữa đường ấy, nó rất là rộng, nhưng mà sau này thì họ mở rộng cái con đường ra, bởi vì cái lưu lượng giao thông quá lớn nên họ không có còn để cái phần phía giữa đường nó rộng như trước nữa. Đây là khách sạn Chambit Tower. Buổi sáng bây giờ mọi người đang trên đường để đi làm thưa quý vị. Họ đi làm bây giờ sắp là 7 giờ rồi. Thường ở Việt Nam cái giờ làm việc là buổi sáng là 8 giờ bắt đầu. Cũng có những cái nơi thì họ làm việc sớm hơn, cỡ khoảng 7 giờ và 30 phút là họ đã bắt đầu làm việc rồi. Nên nhiều vị phụ huynh thì đưa con em của mình đi học rồi đi làm luôn. Đây buổi sáng bên đường thì các bạn nhìn thấy có những người họ bán hàng, bán xôi sáng, rồi họ sẽ ngồi ở vỉa hè. Đây bác này vào cái xe này, xe đi chợ này. Chợ đồ sườn họ sẽ giao cho các cái nhà hàng đó, thì bác ấy đi, bác ấy chở đồ. Vỉa hè ở Hà Nội thì các bạn nhìn thấy khá là rộng và sạch. Những các cái khu đô thị mới thì vẫn đang thấy rằng là người ta quy hoạch khá là tốt, còn những cái khu mà phố cổ thì cái điều kiện sống nó sẽ chật chội hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì Tuấn Dương sẽ có một cái bước chuyển, đó là giúp quý bà con cô bác nhìn những các cái khu mà
đô thị mới để cái cảm giác nó quen dần, nó giống như là ở nước ngoài đó. Sau đó thì Tuấn Dương sẽ đưa quý bà con cô bác đến cái khu phố cổ, đi đến khu phố cổ và coi cái ở cái khu vực phố cổ. Đây là mọi người họ đợi xe buýt. Nhà chờ xe buýt. Đây những công nhân, những cái người đi làm sớm thì họ thường chọn cái phương tiện xe buýt. Ở trước mặt chúng ta một cái thùng rác rất là lớn, họ để đây để sẽ mọi người tới và vứt rác sau đây. Đây là góc Hoàng Đạo Thúy và Trần Duy Hưng, cái quán Jimmy JM Coffee Bar này. Đó. Cái quán này là quán của bạn Tuấn Dương đây. Của bạn Tuấn Dương, cậu ấy mở cái quán này. Bây giờ video clip của Tuấn Dương sẽ tạm end ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái clip kế tiếp.